Nhà nha, hôm nay cuối tuần nhà mình nấu phở cho mấy đứa nhỏ ăn. Thì ở đây mấy cái nguyên liệu mình chuẩn bị sơ sơ phở đi mẹ nấu đó. Thì ở đây mình có rau thơm nè ha, đó đây chỉ có mấy cái này vậy thôi. Rồi mình có thịt bò này để hồi làm bò tái ha. Đó ở đây thì có thịt bắp bò nè, đó cái đây mình mua mấy cục nè ha, rửa sạch sẽ rồi, rửa giấm với muối xong sạch sẽ ha, rồi hành tím mình nướng, rồi gừng mình nướng, hành tây mình nướng, đã nướng xong đó, giờ mình đang bắt nồi nước sôi đó, để chờ nước sôi xong cái mình sẽ cho thịt vô mình nấu. Rồi ở đây mình có giá, rồi có rau thơm, rồi đang hồi mình làm miếng bò tái trên cho tụi nó nữa ha, đó thịt bò. Rồi ở đây mình có cọng phở, cọng phở ở đây mình mua cọng phở tươi luôn nè cả nhà, đây cọng phở tươi. Mình sẽ bắt nước lên để mà trụng sơ cọng phở này ha, cọng phở này ăn rất là ngon đó cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi nấu phở thôi. Mình đang rang cái này nè để hồi bỏ vô cái nồi phở nè cả nhà ha. Đó. Đang rang mấy cái gia vị để nấu phở đây. Rang trên đây xong bên đây cái nồi nước phở của mình đây. Bây giờ mình sẽ hớt bọt. Anh ơi cho em xin cái giá để hớt bọt cho anh. Đó bây giờ mình sẽ nấu, mình hớt bọt rồi sạch sẽ rồi mình mới cho cái gia vị phở vô trong đó, rồi mình đó đóng nắp mình hầm cho cái bắp bò nó mềm nha cả nhà. Đó. Mà cũng không có nhiều bọt đâu, tại vì mình rửa giấm muối thịt nó, mình rửa kỹ rồi thì nó cũng không có ra nhiều bọt. Cái này mình phải đậy nắp lại, tại cái nồi này nồi áp suất của mình phải đậy nắp, ớt bọt nêm nếm xong sạch sẽ mình phải đậy nắp để mình cho cái bắp bò nó mềm, chứ để thôi ăn không nổi, bắp bò nó cứng đây cả nhà. Đó cái bắp này nó có gân gân nữa, nó không đậy là nó cứng lắm. Rồi mình sẽ hớt bọt tiếp, mình bỏ mấy cái gia vị thơm vô rồi đó cả nhà, mình hớt bọt tiếp. Sạch rồi quá, thấy hết bọt rồi đó. Giờ chuẩn bị đóng nắp lại cho bò nó mềm. Nồi phở của mình đậy nắp lại hầm nãy giờ nè, bắp bò mềm nè cả nhà, mình thấy ha, thấy nó mềm vậy. Giờ mình chuẩn bị vớt ra, rồi vớt hành đồ này kia ra dục luôn. Đây mấy củ hành gừng đồ lấy ra dục hết đó. Mình để cho nó thơm, giờ mình phải vớt ra, bỏ thịt bắp bò nó mềm nè cả nhà. Đó bây giờ mấy cái gia vị mình vớt ra, mấy cái thơm mình dục, cái này để đây nguội chút xíu mình cũng mở ra mình dục luôn đó. Bây giờ sẽ đem thịt vô để mình cắt nha, nó mềm nè cả nhà thấy không đó. Giờ sẽ cắt mỏng ra rồi thì cái nồi nước mình lấy ra hết, lấy thịt ra hết, bây giờ mình sẽ nấu cho nó nóng lại cái nữa, sôi bùng lại nó mới chuẩn bị. Này bánh phở tươi cho nên là mình trụng sơ qua cái mình vớt ra nó nhanh lắm, nó nhanh mềm, phở này rất là ngon cả nhà. Nhà mình thích ăn cọng phở này, nó hơi mắc tiền hơn cái phở khô trong trong bịch đó, mắc tiền hơn nhưng mà nó rất là ngon. Nó dai đó, cả nhà nhìn thấy không? Có độ dai ngon lắm. Rồi bị đổ ra là được rồi đó, nhanh lắm. À, cả nhà thấy cọng phở không? Đây nè, rất là ngon. Nó dai lắm. Đó, quá trời ngon. Đó, bây giờ mình chần cái thịt bò này nè, như vậy ha, mình chần như vậy để cho nó tái, cho nó tái cái thịt bò đó, rồi mới cho gato. Này đi nè đó, bây giờ mình muốn chín nhiều thì để lâu nha. Mận ba cái na cắt thịt giùm, cắt mỏng mỏng á. Ơi mẹ đây. Dao bén không? Thịt bắp bò nhìn ngon ha. Ha, mặn
Thịt, thịt có gần gần không? Thịt bò cắt trong chưa? Ba cắt lâu quá. Ba chờ mình nấu phở xong với ba ăn cái khác rồi vô duyên không? Em không đợi ăn phở. Mẹ, hồi nãy con nói giờ vậy là con mình, hai mẹ con mình ăn hả gì nè? Chị hai thì đi học lái luôn. Rồi xong luôn. Rồi mà hết tôi. Ừ, không có ai ăn với mình hết. Thế thì nè ha. Rồi bây giờ mẹ làm cái tô của mẹ, mẹ cho một miếng giá. Ba thì ba miếng đi với mình. Vài miếng thịt bò tái lên. Mẹ cho một miếng hành này. Này. Rau thơm. Mẹ con thích ăn bứt ra, rau thơm. Đó. Ra. Chưa? Rau thơm. Mẹ rau thơm là nè, mấy salad pizza hả? Nó không có kìa, ngon lắm á. Mẹ nào muốn thử không? À, vài lát thịt bò có gân lên. Alina ha, đây tô phở, cho thêm vài lát thịt, hấp dẫn không? Hả? Hấp dẫn không? Hấp dẫn là cái gì? Hấp dẫn là ngon, này thêm vài miếng gân, mình thích gân. Rồi bây giờ chan nước vô nha. Chan nước lên. Đó. Rồi hôm nay nhà mình ăn đơn giản chỉ có ăn gì thôi. Đây thì có rau thơm, có gì ăn đó. Rồi đây là cọng phở, ở đây là một tô thịt bắp bò mới cắt xong ha. Đó, đây mới làm ra một tô và chuẩn bị ăn đây. Đây, cọng phở nhìn rất là ngon ha. Đó, mình mới cho nước lèo vô trong miếng ớt với vài miếng thịt có gân. Rồi Elina thì nó không ăn thịt cô chú ơi, chỉ ăn cái cọng phở với nước thôi. Elina lên con. Dạ. Lên mầm mầm. Nay con lên là con 4 tuổi hôm nay con. Con ăn gì? Con phở. Giỏi, con ăn phở. Rồi Elina giỏi quá. Xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà ăn phở với mẹ con Elina nha. Ừ. Mẹ ơi ba ăn nữa kìa. Mời cô chú ăn phở nha. Phở đơn giản cho ngày cuối tuần. Xin mời cô chú ăn phở. Rồi. Giỏi. Cái nào ăn hay các ăn giỏi đi không sao đâu. Nhưng mà thử. Sao. Ừ. Nó còn sung môi à. Có ớt. Cay cay. Ừ, cay lắm. Thế sao mẹ không ăn một đó. Ừ. Nó trong có hả? Ớt là mẹ để cho đẹp thôi chứ mẹ đâu có ăn cay. Thật sao không có ăn. Ừ. Ba thì ba đang ăn. Ba ăn với mình. Ừ. Mà ba ăn mì xào. Ừ. Đang dạng nấu phở đi ăn mì xào. Ai đau mắt. Ừ. Đau mắt. Là ba muốn ăn đồ cũ cho hết. Ừ. Ba. Giỏi. Con chưa biết phải sao. Cay cay nhưng mà ngon. Elina không ăn thịt, không ăn rau, chỉ ăn bánh phở với nước thôi. Con thích ăn rau hả? Hả? Thích ăn rau gì? Rau khá. Rau khá hả? Chị hai đi học lái rồi, cho nên không có ăn phở được. Ăn được. Chị hai 17 tuổi cho nên đang học lái xe cả nhà. Mẹ muốn thì là ít con. Ừ. Phải là ăn ba, phải là mẹ, phải là ba. Ba. Ừ. Mình làm anh ba thì thấy mẹ quay video cắm vô chạy lên trước. Con không thích video. Con không thích video. Này giỏi. Là chuẩn bị khăn đồ hết luôn tơi giỏi quá. Đi ăn thịt có dao. Ừ. Ăn thịt có dao. Cái gan không mẹ cho miếng. Ăn dạ, không? Hả? Ừ. Gan. Mẹ kiếm cho con miếng gan nha. Dạ. Quy, nè thử đi. Ngon không? Ừ. Ở đây thịt gân bắp bò ghẻ cả nhà 5 đồng 1 kg. Thì mắc thì cũng 6-7 đồng.
ngon, cái bò dầu riêng chính làm rồi đó mà không có thời gian không có làm. Mẹ ơi, mẹ em nó ăn xong rồi. Mẹ em nó ăn xong rồi hả? Ừ, vậy nó ăn đi. Không, hồi mình đi chợ hả? Đi chợ xong. Ừ. Nay đi chợ không hay là nay ở nhà? Đi chợ cho mua khế. Nay tôi đi chợ mua dâu của chú. Thấy ăn dâu mà mùa này có không? Có nhưng mà hiếm lắm. Là mùa đông rồi. Mà cái gì về mùa đông? Mùa đông là ly vẹt. Đi vẹt cơm, đi vẹt thịt quay, đi vẹt thịt bắp bò ngon. Mày đi ăn nữa không con? Ừ, đi thái phở mất. Mày nói tới giờ. Tới giờ, rồi giỏi. Mà giỏi rồi. Chị hai thái phở lắm mà tới giờ đi rồi. Rồi hẹn 12 giờ người ta tới cổng nhà rước để đi lái đó. Đi lái xe cho hai biết lái xe trước sợ. Giỏi. Ừ. Nào hai biết lái xe hai chở Lina đi chơi ha. Ừ. Em mai mốt là em chung nào ăn ba với mẹ với hai. Bên đây 17 tuổi bắt đầu tụi nó học lực xong rồi học lái. Chung nào con là bộ trà bát thì chú mua đi với con đi con dẫn mấy. Còn giao nhiệm vụ của chị hai là 18 tuổi là phải đậu bằng lái cả nhà. Ăn ba chưa được. 18 tuổi là phải có bằng lái cho khỏe. Noel. Sắp sửa Noel đó cả nhà. Ở chỗ dùng mình ở có chợ Giáng sinh đó. Sắp tới mình sẽ đi quay. Cuối tháng này có cây thông lớn lắm. Mà mai mốt con phải đi học rồi. 26 tài hay gì á? 26 tài phải không anh? À, người ta mới mở đèn ngày đầu tiên. Mới mở chợ Giáng sinh luôn. Đó cho nên là cái vùng của mình ở là Noel rất là nhiều khách du lịch tới đó cả nhà. Người ta tới người ta tham quan chợ Giáng sinh đó. Chợ lâu đời lắm rồi. Có lâu đời như mấy trăm tuổi hả ta? Mấy trăm năm tuổi á. Vậy hồi mẹ đi chợ Ina đi hay lại Ina ở nhà? Đúng rồi. Dễ vậy. Nè mình giờ đi đâu cũng còn có Ina thôi. Chứ mà hai đứa kia lớn thì dễ gì nó đi cả nhà. Mình Ina đi đâu cũng theo với mẹ. Đi học khi ba thì ba ở nhà. Đi chợ bên Đức mua đồ cả nhà. Mấy đồ là mình xài được giặt không nhà. Nàng giỏi nha con. Ina là chỉ thích còn phải với nước vậy thôi chứ không ăn thịt cá gì hết trơn á. Không ăn thịt, không ăn rau. Nó không có thích thịt với rau, trái cây. Sáng ngủ dậy là ăn trái xà, trái chuối. Nãy quên hỏi là chị hai lái mấy tiếng, anh có hỏi không? Không hỏi không? Đi học lái người ta tới nhà rước rồi người ta đưa về tới chỗ luôn cả nhà. Đóng tiền cho chị hai học bằng lái 1.250 cái bằng lái cả nhà.
ngàn 250 là nó chỉ có 20 giờ thôi nha. Đó, nếu mà 20 giờ mà mình chạy không giỏi thì mình phải học thêm, thì phải trả tiền thêm, 1 giờ là 46 đồng nữa. Ừ, con ăn giỏi. Ừ. Thêm 1 giờ 46 đồng nữa. Đó. Còn 1.250 là nó chỉ có 20 giờ trong đó thôi. Còn phải nữa hả? Trời ơi, giỏi vậy. Nhưng mà con ăn trong chén hết chưa? Chưa hết, nhưng mà trong chén hết thì mẹ lấy cho con nha. Ừ. Còn học lực á thì ai đôi đi á, nó học trên mạng cả nhà, rẻ lắm, có 25 đồng thôi. Khi thi á nó tốn 30 đồng nữa. Là 50, 55 đồng là nó có được một cái lực rồi, nó thi nó đậu luôn lần đầu tiên. Còn nếu mà ai mà không học trên mạng giống con mình, tới trường học thì phải tốn tới 200 mấy, 250 á. Thôi mình ăn không bà, mình bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú, hẹn gặp lại. Giỏi. Bye bye cô chú, hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn cô chú đã xem clip nhà mình đi. Dạ, cảm ơn cô chú xem clip nhà mình. Giỏi. Cảm ơn cô chú. Bye bye, xin chào.